Rồi xin chào mọi người, thì bây giờ á, là Nam sẽ quay cho các anh em xem về một cái clip tham khảo của cái cây bô 46 gách leo nha. Cái này là bô 46 đít 32, thì cái này là cho xe này. Ủa, xe này là làm gì chưa? Viên con đúng không? Là gái viên luôn hả? Thì xe này bạn trai này nói á. Rồi xe này là đang đi viên hết toàn bộ nha mọi người. Thì bây giờ á 46 đến 32 thì mình sẽ cho mọi người nghe thử âm thanh nha. Thì trước tiên á, cái cây bô này á, là nó làm cho các anh em mà đi 62 trên zin hoặc là 57 đầu cao đó. Nhưng mà cái này á, là bạn trai này là đi zin thì gắn vô thử không biết là âm thanh như thế nào, là đi thật hay không nha. Thì nói chung á, anh em đi bô xăng lửa đi 57 đầu cao với 62 thì nên đi cây này nha. Còn zin á thì chúng ta đi cây này để trải nghiệm thôi. Thì trải nghiệm như thế nào thì Nam sẽ quay cho mọi người đi nghe thử nha. Thì âm thanh ở đây, đây là rút ganti. Đó, đó là cái tiếng ganti. Còn khi mà mình lên ga nè. Mọi người nghe mà mình lên ga như vậy thì mọi người là thấy là nó không có bị hụp. Thì đương nhiên là đi cái cây này á, là cái âm thanh nó sẽ lớn và nó sẽ nổ hơn, là dành cho các anh em muốn đi cái tiếng gọi là cho nó lực máy chút nha. Nhưng đi xe zin thì Nam chỉ quay clip cho các anh em mà đi muốn thử trải nghiệm thử thì nó đi cái cây này đi thử cho biết đó. Nhưng mà cái cây này là dành cho chiếc gọi là 62 zin zin hoặc là 57 đầu cao. Còn nếu mà các anh em muốn zin mà chúng ta đi trải nghiệm á, đó thì Nam quay clip để cho mọi người nghe thử thôi nha. Chứ Nam không có khuyến khích là mọi người đi xe zin nhưng mà đi bô này. Đó thì mọi người đi để trải nghiệm thôi nha. Đó thì nó không có bị hụp hoặc là nó không có nổ bụp nha. Thì cũng như xăng thì nổ bụp, còn này là nó ra hết luôn. Đó. Đó, thì Nam sẽ quay lại cho mọi người tham khảo thôi nha. Thì cái cây này là 1.450.000. Thì các anh em mà đi 62 dinh dinh á, hoặc là đi 57 đầu cao thì có thể đi cây này. Thì liên hệ với Nam qua số điện thoại là 0902 34 8441 nha. Đó, thì cây này là nguyên cây nè. Cổ là cổ mà rơm nha mọi người. Và nó có luôn cái con cảm biến nữa. Đó, con trong đó đó. Rồi, thì anh em nào cần thì có thể liên hệ nha. Cảm ơn Nam rất là nhiều.